quý vị có thấy không ạ, không có cái gì bằng tuổi trẻ. Các bạn ấy hiện diện thôi cũng đã là tỏa nhiều hào quang lắm rồi. Đặc biệt là cái hào quang ấy lại vừa mới chứng tỏ cái niềm đam mê bất tận, sự luôn luôn vượt qua những cái thử thách của sự sáng tạo nghệ thuật của mình. Và không có cái gì là các bạn ấy chùn bước bất kể khó khăn gì, kể cả là trong mùa dịch. Và đó chính là cái ngôi sao truyền cảm hứng. Và hôm nay, lúc này đây trong tay chúng tôi là ngôi sao như thế. Và em xuất chính nhé. Vâng, đối với Giáng My thì cả năm diễn viên này đều là những diễn viên My rất là yêu quý. Nhưng mà riêng diễn viên nữ này thì là một người mà My đã làm việc với cô rất nhiều và luôn theo dõi bước đường nghệ thuật của cô. Giáng My xin được chúc mừng diễn viên Ngọc Lan. Một lần nữa xin được chúc mừng các nghệ sĩ của chúng ta. Và bây giờ cho phép chúng tôi xin được